Thông thường YouTuber chúng ta cảm thấy rất là hoảng sợ khi nghe thấy những thuật ngữ đao to búa lớn như là bị khiếu nại bản quyền hay là bị xác nhận quyền sở hữu thông qua Content ID như các bạn có thể thấy với kênh Thành Cháo ở phần đầu của video này. Tuy nhiên, nếu chúng ta xem đến cuối của clip, chúng ta sẽ thấy rằng thay vì hoảng sợ, mình hoàn toàn có thể tìm hiểu kỹ về Content ID để biến nó trở thành vũ khí lợi hại ở trong video clip của mình. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem kênh, đừng quên nhấn nút đỏ và rung chuông. Đây là nơi chút bầu tâm sự của cộng đồng Việt YouTubers tự hào sáng tạo, đồng thời cũng là nơi Handy Fan cập nhật những thay đổi mới nhất về thuật toán và chính sách của nền tảng YouTube. Rồi, nghe được rồi. Anh xem lại màn hình cảnh báo nào. Đây ạ. Nội dung nghe nhìn 1 phút 03 phát phần video trùng khớp. Em quay lại về chỗ 1 phút anh xem nào. Bắt đầu từ đầu video anh xem nào. Cứ để nguyên như thế. Nó bị từ 1:03 đến 1:16. Đấy, nó bị từ cái này, nó bị. Ok. Rồi, phát phần video. Mà không phải bị một video đâu, bị 3 video luôn. 3 video luôn hả? Đều bị một cái clip đấy hả hay sao? Vâng, đều bị một cái clip này luôn. Mà em đang lạ cái bọn nó đánh bản quyền này nè. Em đang rất bực mình cái bọn nó đánh bản quyền này nè. Và video này, bọn đánh bản quyền này là cái em chắc chắn là cái video này không phải là của bọn nó. Tại sao em biết? Thì cái network này chắc là network của Việt Nam thôi á. Tại sao em biết? Cái network nó đánh bản quyền này. Nó nhờ bản quyền nó ra. Quay trở lại bên ngoài kênh nhé. Rồi. Thông báo bản quyền. Vào chỗ nào để nhìn cái đấy ra? Đây này, người xác nhận quyền sở hữu SME này, SME này. À. Mà em thấy người ta dùng nhiều lắm cái này, nếu mà không dùng được thì chắc bây giờ là phải xóa video anh, để hôm nay em không chèn cái này vào nữa. Cái chỗ mà thông báo nó ghi là không ảnh hưởng cái gì đâu đây. Tác động đối với kênh không bị ảnh hưởng. Thông báo xác nhận quyền sở hữu Content ID đối với video của bạn không gây ảnh hưởng đến kênh của bạn. Đây không phải là một cảnh báo vi phạm bản quyền. Cái kiếm tiền này không đủ điều kiện. Cái này là cái video kiếm tiền này doanh thu quảng cáo thuộc về chủ sở hữu bản quyền. Cái này chắc đây này, anh này. Yêu đi đừng lo xa này. Nội dung sử dụng yêu đi đừng lo xa. Hậu trường hài hằng bình bom. Sao em bảo 3 clip mà sao ở đây được có 1? Đây nè, còn 2 cái nữa. Cùng một người à hay sao? Vâng ạ, cùng một người luôn. Đây ạ, 1, 2, 3 đây ạ. Đó, thế còn xem mấy cái kia chứa nội dung có bản quyền đâu. Thì em mở lên ạ. Em xem cả lúc chiều rồi mà nó chỉ có bị cái này thôi. Đấy, đâu, quay lại cái chi tiết giống như cái kia xem bây giờ, cái clip kia anh xem nào. Hay là cả 3 cái cùng có 1 thông báo. Em xem kỹ rồi, 3 cái chỉ có 1 thông báo mà nó gửi nào về này, nó gửi 3 cái cùng như thế luôn. Đây không phải là một cuộc đình công. Kéo xuống. Em copy cái nguyên cái sau cái chữ content, bắt đầu từ chữ yếu đi đừng lo xa này. Hậu trường hài hước gì đấy. Rồi copy vào trong YouTube xem cái clip đó nào. Yeah. Tìm trong YouTube. Rồi, bấm vào. Tua đi xem bọn này nó có sử dụng cái đoạn đấy không? Đoạn này là... Không, nó không sử dụng đoạn đấy luôn. Kiểu lúc... À... Đây, có. Quay lại đi. Quay lại. đây rồi. Nó mới có được 1.000 view nè. Cái LV này á. Hằng Bình Bong Official. Rồi quay trở lại đi em, quay trở lại kênh đi. Đây ạ, chắc là phải xóa video không anh? Kháng nghị. Đó. Kháng nghị. Kháng nghị cả 3 cái luôn này. Ừ, kháng nghị cả 3 cái luôn. Em bảo em nhìn em thấy sai rồi, vì cái đoạn chèn này em thấy nhiều người từ người ta chèn lắm. Mấy cái YouTuber nổi tiếng người ta cũng toàn chèn cái này, người ta không có network, người ta vẫn chèn cái này bình thường mà. Ừ, kháng nghị đi. Bây giờ kháng nghị thế nào đây anh?
Tôi tin rằng khiếu nại bản quyền này không hợp lệ do việc sử dụng của tôi đối với nội dung đáp ứng các yêu cầu pháp lý cho việc sử dụng hợp pháp. Đây anh. Rồi tiếp tục. Nếu bạn cho rằng. Rồi, ok. Tiếp tục. Anh. Ừ. À, giải thích ngắn gọn là. Hay là xóa đi anh. Xóa làm gì? Điên à? Ghi đi đoạn video trùng khớp. Ghi lại cho đúng chính tả. Đoạn video trung cấp là một meme hai chữ E. Rồi meme sử dụng phổ biến trên internet, bên xác nhận quyền sở hữu, xác nhận XC đầu câu viết hoa chú ơi, chữ B viết hoa, quên đưa con chuột lên đầu đây. Tôi tin rằng đây là một sự nhầm lẫn, chấm viết hoa chữ D, không bên xác nhận quyền sở hữu không có quyền tranh chấp đối với đoạn video này. Rồi click vào cái này là nhập tên của em hay nhập tên của cáo anh? Tên của em. Tiếp tục gửi tranh chấp. Ok đâu rồi, chưa thấy nhảy gì à? Chưa. Tranh chấp đã được gửi thành công bạn. Rồi em cứ để như thế xem, gửi một cái xem tranh chấp có ok không đấy nha, xong đây hẵng gửi hai cái kia nha, đừng có xóa gì cả, cái này không bị ảnh hưởng gì đến kênh cả đâu, chỉ có là video của mình không kiếm tiền được thôi, không sao hết. Sau khi kênh Thành Cháo thực hiện việc kháng nghị giống như mình đã hướng dẫn thì trong vòng 24 giờ khiếu nại bản quyền ở trên kênh đã được hủy bỏ, và như các bạn có thể thấy ở trên màn hình đây, Hằng Bình Bong đã đăng một status ở trên Facebook xin lỗi tất cả những bạn bị khiếu nại bản quyền như sau: lời xin lỗi chân thành của Bong gửi tới các YouTuber đang bị claim bản quyền bởi việc sử dụng đoạn meme của phim Face Off trong BTS Yêu Đi Đừng Lo Xa. Bong có dùng đoạn meme đó và đoạn meme này hiện rất nhiều YouTuber đang dùng. Việc các YouTuber bị claim content có chứa đoạn meme đó, Bong hoàn toàn bị động. Bong cảm thấy thật sự có lỗi nhưng lực bất tòng tâm. Như vậy là nếu chúng ta tìm hiểu kỹ về Content ID, mỗi khi bị khiếu nại bản quyền như này, chúng ta hoàn toàn có thể kháng nghị, hoặc nếu trong trường hợp mà đúng là người ta giữ bản quyền của mình, chúng ta hoàn toàn có thể tắt tiếng hoặc có thể đổi âm thanh bằng công cụ của YouTube. Như vậy thì chúng ta vẫn có thể kiếm được tiền ở trên video của mình mà không phải xóa đi, giống như phương án ban đầu của kênh Thành Cháo đưa ra. Đừng quên lan tỏa tinh thần của Việt YouTubers chúng ta tự hào sáng tạo.